Rồi thầy lấy một cái plan nha. Rồi một cái bình trà ha. Rồi một cái Taurus ha. Rồi một cái quả cầu. Mấy em nhìn thấy bình thường nó sẽ không có cái độ đen giữa các cái vật với nhau. Khi mình để một cái vật gì đó nó gần một vật gì đó thì nó sẽ có cái bóng tối. Giờ thầy cho hết cái này nó thành màu xám ha. Thầy cho nó thành một cái màu xám đi. Chọn này sai đó. Rồi. Đây. Bây giờ mình thấy là nó không có cái gì hết ha. Nó không có bóng, không có tương tác, mình bật cái này lên. High quality lên. Mình chờ một tí xíu. À, mình sẽ thấy là nó có phần tương tác, nó có phần bóng bóng mờ, bóng bóng mờ, bóng đen á. Mờ mờ ở đây. Nó rất là rõ. Rồi, để mình lấy được cái này, ambient occlusion này thì mình sẽ tạo một cái texture cho nó. Và cái việc của mình đầu tiên là mình sẽ chải, vẫn là phải chải UV ha. À, mấy em nhìn thấy không? Nó có cái bóng mờ đen đen ở đây nè, ha. Bóng mờ đen đen ở đây nè. Này giữa mấy cái này nó có cái tương tác với nhau. Đây nó có cái tương tác ở trong này. Tất cả những cái này mấy em phải chải UV thì xong thì em mới lấy cái texture em dán lên đó được. Rồi, thầy lấy cái ví dụ mà có sẵn của thầy ha. Đây một cái thầy chạy UV nè. Đây. Thầy sẽ lấy hai cái này. Bây giờ mấy em nhìn thấy không? Nó rất là giống thật. Ha, nhìn kỹ đi. Nó có bóng bên tối, bóng bên ngoài nè, mình nhìn thấy cái đường viền ở đây luôn. Đây là người ta gọi là cái phần ambient occlusion. Ha, nhìn thấy nó nổi khối rõ ràng phần trong phần ngoài. Đối với một cái object bình thường thì nó sẽ không ra như thế này ha. Khi mình làm mình bật cái high quality lên thì nó giống như thế này. Còn cái này thầy đã chải UV rồi, thầy dán map của nó lên rồi. Bây giờ thầy bỏ cái map của nó, thầy làm lại nha. Mấy em làm cái này, đây là cái map của nó. Thầy delete ha. Đây. Bây giờ nó trở về bình thường. Nào. Cái object bình thường của nó là như thế này. Đây, không có bóng khối, không có gì hết ha. Giờ mình sẽ add cho nó một cái default. Giờ khi mình để bình thường là mình thấy cái khối nó cứng không? Nó không có cái độ đen ở đây ha, nó không có cái gì hết. Nó chỉ ở mức độ tương đối thôi. Thì bây giờ muốn thấy thì mình bật high quality này lên. À, mình chờ một tí xíu. Mình sẽ thấy cái đường viền này nó rõ lên nè, thấy chưa? Đây, bây giờ nó có cái đường viền để tạo khối rõ ràng không? Bây giờ mình thấy nó có khối rõ ràng. Lúc này thì mình lấy cái texture của cái này nè, mình áp lên cái object này. Bây giờ anh nhìn thấy coi. À, mình để một tí là chút nữa nó sẽ nổi. Đã, bây giờ nó nổi lên nè. Đây, từ từ nó rõ lên ha. Từ từ rõ lên. Như vậy là mình sẽ lấy cái map tự nhiên của nó, mình áp vào trên cái object này. Để khi mình không cần bật cái high quality này nữa thì nó vẫn còn. À, giờ bây giờ thầy làm thử nè. Đây. Trước tiên bật high quality lên. Rồi. Mình thấy cái đường mấy cái đường đen này nè, mấy cái đường đậm của nó tương tác. Ví dụ chỗ này với cái này nó đầu nó có tương tác.
Bây giờ mình bật phần rendering. Trong này nó có render to texture ha. Render to texture. Đây. Mình sẽ xuất ra từng cái cho nó. Cái này nó hơi lâu một tí. Đối với các cái mà mình render scanline bình thường nha, cái này là render scanline bình thường, mình sẽ làm như thế này. Này lúc đầu nó load lên hơi lâu. Rồi. Ở cái bảng render texture này nó có nhiều, rất là nhiều thứ. Việc đầu tiên của mình là mình sẽ chọn cái nào mình làm trước ha. Hay ví dụ như mình chọn cái rương. Mình chọn cái rương nè. Thì cái tên của cái rương nó sẽ nằm ở đây. Rồi, tất cả những cái phần trên này để mặc định hết, không cần làm gì cả. Chỉ có cái phần dưới này thôi. Ở dưới này mình sẽ chọn vào trong cái phần name và style đây nè, và style đây ha. Chọn nó, đặt cho nó một cái tên để mình save nó lại. Ví dụ như một cái tên là new đi. Ở đây nó có sẵn một cái là thầy làm rồi, thì thường thường thì mình phải delete delete nó đây ha. Đây nó mới nè. Add. Vào đây mình chọn lighting map. Add nó vào. Còn nếu mình làm normal thì mình chọn sẽ chọn normal ở đây ha, normal thì chút nữa thầy hướng dẫn luôn. Rồi, có tên nè. Bây giờ mình sẽ ra đây mình đặt vào ở đâu đó cho nó đúng đường dẫn của mình. Ví dụ như thầy bỏ đúng đường dẫn là trong cái phần bài tập game. À, ở đây mình để là cái đuôi PNG cũng được, bitmap cũng được, cái gì cũng được. Miễn là nó ra đúng cái tên và mình biết nó nằm ở đâu là được ha. Xoay nó lại ở 48 bit cho nó chất lượng cao luôn. Rồi, ở đây mình sẽ chọn là diffuse color, tại nó là đi chung với màu bit diffuse bình thường ha, mình chọn diffuse color ở đây. Rồi xong. Bây giờ mình mới chọn kích thước. Ví dụ mình để 1024 hay là 2048 gì đó. Đó là tùy mình nha. Rồi, bây giờ mình render thử nè, nó sẽ không có cái gì cả. Đúng không? Ở đây render nó có hai mảng trắng tối, nó chưa có cái gì gọi là gradient chuẩn hết. À, bây giờ mình phải kiếm cho nó một cái đèn để cho nó có ánh sáng đầy đủ. À, rồi mình bật cái đèn độ bóng lên như thế nào thì nó mới ra. Thì đây mình sẽ chọn một cái đèn của standard bình thường. À, đây mình chọn skyline bình thường. Và ở đây mình bật cast shadow lên, click vào đây. Đấy. Nhớ bật cast shadow cho nó đổ bóng ha. Nếu mình không có đổ bóng thì nó sẽ. Đây, bây giờ mình thấy nó thật không? Nhìn cái này giống như là nó có ánh sáng thật ha. Đây là cái phần ambient occlusion của nó. Khi mình render nó sẽ ra như thế này. Bây giờ mình bấm render một lần nữa, kiểm tra lại ha, mình chọn cái thùng lại nè. Bấm render nè. Thì đè nó lên ha. Lúc này mình thấy nó đi lên, nó render lên từ từ ha. Nó có cái bóng sáng, bóng tối rất là đầy đủ. Đây. Khi mấy em làm mà poster hay là làm cái portfolio á, nên để thêm cái phần này vào cho nó tả thực cái chất liệu một tí. Còn khi mình làm render, cái này nó hơi nặng một tí ha. Thì nếu có thời gian thì mình chuẩn bị mình render trước. Mình render trước rồi mình gắn chung với cái chất liệu của mình thì nó sẽ ra được cái thực tế hơn. Rồi xong cái này thầy sẽ bỏ chung với cái chất liệu. Ví dụ như cái miếng gỗ nó nằm ở đâu, rồi mình đè chồng cái này lên bằng cái laser gì. À, bây giờ mấy em nhìn nè, cái chỗ cái miếng phía trước nè, nó bị đen luôn cái phần này. À,
tức là nó đè chồng lên cái phần này thì nó đen luôn rồi ha. Khi render xong thì nó sẽ tự map lên cái thùng ha. Mình muốn bỏ mình bỏ, mình muốn tạo mới thì mình tạo mới, không thì mình cứ để bình thường cũng được. Nó sẽ tự đọc nó map lên cái thùng cho mình. Đây, lúc này tới chờ này nó khác hết ha. Đây là mình đang để chế độ mặc định nó hơi nặng, nếu mà em làm thì mấy em còn set xuống tí nữa ha. Nó có vài cái để mình set. Bây giờ mình nhìn nhìn thấy mấy cái đường này nó trắng lên nè, mấy cái đường này nó tối xuống thì là do cái độ sâu của cái thùng ha, do cái độ sâu của cái thùng. Đây là 4 miếng của cái thùng. Rồi, như vậy là mình xong cái này ha. Giờ mình mở lên mình coi nè. Tắt cái phần high quality này đi. À, bây giờ mình thấy hai cái nó khác nhau ha. Cái thùng thì mình xoay góc nào nó cũng có ambient occlusion hết. Còn cái này nó chưa có cái ambient occlusion cho nên nó không có cái độ đen của nó. À, giờ nó không có độ đen ở đây nè. Trong khi đó mấy cái này rất là rõ. À, nó có bóng tối. À, nó có cái độ dày của nó rõ. Thì do cái này là mình đã có được cái chất liệu mình mới làm. Bây giờ mình mở lên mình sẽ thấy nó nằm ở đây. Material mới số 3. Đây. À, bây giờ mình có được cái texture lớn nó nằm ở đây. Mới render ra nó nằm trên này. Rồi bây giờ mình muốn ví dụ như gỗ thì mình phải đưa vào trên Photoshop bằng UV ha, mình dán cái này lên. Cách làm thì nó như thế này. Đầu tiên là mình sẽ mở cái UV của cái rương này lên. Mở cái UV của cái rương. Xúc nó ra đây đi. Trong cái phần này mở cái rương lên, chọn lại xúc nó ra đây. Phải render 1024, chọn đường dẫn ấy, có cái rương. Rồi, để thêm chữ UV vào. Thank you.
Hiểu rồi. Rồi ở đây mấy em bỏ lên bình thường ha. Thí dụ như thầy để một cái miếng gỗ lên bình thường nè. Lấy một cái miếng gỗ đi. Đây. Đây là một cái miếng gỗ mình để lên bình thường ha. Rồi sau đó mình mới bỏ cái phần âm biên occlusion lúc nãy lên. À. Ở đây là mình đã render nó ra đúng nơi đúng chỗ nha. Nhớ là tìm đúng nơi đúng chỗ nha. Không là hồi mình đi kiếm là hơi bị mệt. Đây. Lanh 4 ha. Bài tập game Xi Lanh 4 nè. Rồi. Rồi. Đây. Ha, bỏ nó vô đây. Nó sẽ đè chồng lên đúng ngay cái vị trí cũ khi mình render. Thấy chưa? Đó, mình thấy không? Cái vị trí cũ với vị trí mới là dính chính xác nè, thấy chưa? Đây. Và miếng gỗ. Bây giờ mình tắt cái lưới đi ha. Mình chọn cái này, mình để chế độ multiply. Đây. Là cái miếng gỗ này nó sẽ đậm lên đúng cái vị trí chỗ đó. Đúng không? Đấy, cái chỗ nào mà nó cần đậm là nó sẽ tự đậm, nó đậm lên nè. À. Rồi. Lúc này là mình chỉ có việc xuất ra. Thì để thầy lấy miếng gỗ khác coi, cái miếng gỗ này xấu quá. Rồi. Đây là đây là chính xác nó là như thế này. Ha, mình chọn cái trên nên mình cho nó multiply. Rồi mình save nó lại nè. Cái room texture. JPEG. Rồi bây giờ mình bỏ vào trên này. Giờ mình ví dụ như cái miếng gỗ đó là mình làm chính xác ha, mình chưa có làm kim loại gì hết. Thì ở đây mình sẽ mở texture lên nó đây, hoặc là mình làm texture mới cũng được, không sao hết. Mình có thể lấy từ cái này hoặc là làm texture mới cũng được. Ví dụ như nó đã nằm đó thì mình bỏ này đi cũng được, hoặc là mình thay nó, bỏ này ha, thay cái hình thôi. Đây có cái rương đúng không, đây là cái rương texture nè, mở nó lên nè. Lúc này mình sẽ thấy cái rương nó như thế này ha, là nó có bóng tối luôn, mình nhìn thấy nó có bóng tối không này. À, nó có tối sẵn cho mình luôn, thấy chưa? Đấy, trong này nó tối sẵn luôn, không cần đánh đèn, mặt tối nào tối là nó sẽ tối lại. Thì lúc này nó sẽ thật hơn,
chỗ này nó có khối rồi ha, này nó rõ hơn. Thì khi mình làm cái này, mình có thể chỉnh thêm độ sáng. Nếu mình muốn làm sáng ha, thì mình chọn thêm một cái này nữa. Mình muốn làm tối nữa thì bấm Ctrl D lên một cái, mình đúp nó lên cái nữa ha, thì nó sẽ tối hơn nữa. Rồi nếu mình muốn làm sáng thì mình làm một cái nữa, mình chọn overlay ha, mình thấy cái rương của mình nó sẽ sáng lên. Cái overlay ở đây, rương này nó sáng lên. Ví dụ thầy để nó tương phản mạnh như thế này thì sao lại cái này. Rồi đây, bây giờ mình mở ra đây mình sẽ thấy nó sẽ mạnh lên ha, trong này nó tối hẳn luôn, mình thấy nó có không gian như thật. Thì khi làm á, mấy em cố gắng render cái phần ambient occlusion này để mình bỏ vào mình render chỉ một lần thôi. Tức là cái dụ như cái nhà đó, cái cây đó thì mình render một tấm và mình đặt nó vào ha, rồi sau đó mình render phim bình thường, render video bình thường. Tức là mình làm nó, tạo nó ra một cái texture, mình xuất nó ra một cái texture ambient occlusion ha. Đây là nó sẽ ra như thế này. Trong khi đó mình nhìn thấy cái bên này không, mình có làm thật cỡ nào đi chăng nữa nhìn nó vẫn không có cái bóng tối của cái này ha, mấy cái này nó thiếu nè, đấy nó thiếu. Rồi như vậy là mấy em cố gắng làm cái phần ambient occlusion này ha. Rồi bây giờ thầy hướng dẫn một cái normal,